Trước khi đến với tin tức ngày hôm nay thì mình muốn mang đến cho các bạn một thông tin vô cùng hấp dẫn, đó chính là hiện tại Sephonet đang có chương trình S-CAM dành cho anh em sinh viên, đặc biệt là link xem giá đặc quyền cho sinh viên giảm thêm đến 5% cho laptop, phụ kiện giảm thêm đến 50%, điện thoại giảm đến 5%, mang thẻ sinh viên đến shop Sephonet gần nhất để chốt đơn ngay. Chi tiết chương trình bọn mình sẽ để ở link phía bên dưới nhé. Dù tin ban tổ chức concert Blackpink tại Việt Nam ủng hộ Đường Lưỡi Bò, show diễn này sẽ đi về đâu? Tối ngày 4 tháng 7, sau khi giá vé 2 đêm diễn tại Việt Nam của Blackpink được công khai và nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều do quá đắt đỏ, ít quyền lợi, cộng đồng mạng lại tiếp tục xôn xao trước thông tin IME, tên đầy đủ là IME Entertainment Group Asia, đơn vị đứng ra tổ chức show Blackpink tại Hà Nội, là một doanh nghiệp đa quốc gia tại Trung Quốc, được cho là đang ủng hộ Đường Lưỡi Bò. Thông tin này ngay lập tức đã khiến cộng đồng mạng Việt Nam vô cùng phẫn nộ, hàng loạt người đã bày tỏ sự bức xúc cũng như là yêu cầu tẩy chay show diễn. Hâm mộ gì hâm mộ nhưng liên quan đến chủ quyền quốc gia thì không được nhé. May mà chưa mua vé, cấm show luôn đi, quay xe đi. Là một vài trong số hàng nghìn ý kiến chỉ trích mà cộng đồng mạng đổ dồn về phía IME. Song cũng có nhiều ý kiến cho rằng nếu được xác thực thì đây hoàn toàn là lỗi của phía ban tổ chức. Hiện đã có không ít fan của nhóm nhạc này đang bày tỏ sự hoang mang và lo lắng cho show diễn của thần tượng khi liên tục gặp phải nhiều ý kiến trái chiều. Trước đó, sau khi công bố giá vé tại Việt Nam, nhiều người hâm mộ Blackpink từng hào hứng lại quay xe, tuyên bố sẽ không đi xem concert nếu phải bỏ ra 10 triệu đồng chỉ để xem 13 tiết mục, không có những màn trình diễn solo, nhìn chung là rất ít quyền lợi so với fan quốc tế.